Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2024, nhằm ngày 15 tháng 6 năm Giáp Thìn, Chư Tôn Đức Thường Trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã đến thăm sách tấn khích lệ tinh thần tu học của Chư Ni tại trường Hạ Chùa, Sư Nữ Diệu Quang. Đón tiếp đoàn Thường Trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thay mặt Ban Chức sự trường Hạ, Ni Sư Thích Nữ Diệu Thiện báo cáo tình hình tu học của Chư Hành Giả Ni trong thời gian qua. Theo báo cáo, hiện chùa Sư Nữ Diệu Quang có 88 chư ni an cư, 27 vị nội thiền, 61 vị ngoại thiền, trong đó có một ni trưởng, 20 tỳ kheo ni, 2 thức xoa, 2 sa di và 2 điệu. Thời khóa tu tập hàng ngày được bắt đầu vào lúc 3 giờ 30 phút sáng và kết thúc lúc 9 giờ 30 phút tối. Trong niềm hoan hỷ trước tinh thần tu học của chư ni, Hòa thượng Thích Phước Minh có đôi lời khuyến tấn về việc gìn giữ giới luật, nỗ lực trau dồi giới đức để ni đoàn ngày càng vững mạnh, mang lợi lạc cho xã hội. Thượng tọa Thích Chánh Huệ và chư tôn đức trong đoàn cũng có những chia sẻ về phương pháp tu hành theo lời dạy chư Phật, động viên chư ni cùng nhau thúc liễm thân tâm, trau dồi tam vô lậu hạt, góp phần trang nghiêm giáo hội.